Tuy nhiên thì hiện nay đồng bằng sông Cửu Long lại đang trong một đợt xâm nhập mặn tăng cao trên các sông, gây khó khăn cho việc lấy nước của bà con. Vậy thì dự báo trong thời gian tới, đồng bằng sông Cửu Long còn bao nhiêu đợt mặn nữa hả chị Khánh Phương? Dạ vâng, thưa chị Thiên Nhi cùng quý vị bà con thân mến. Sau đợt mặn cao điểm hiện tại, thì Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam nhận định, sang đến tháng 3, thì trên hệ thống sông Cửu Long, đợt xâm nhập mặn sẽ có đến 2 đợt nữa, đó chính là từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 và ngày 18 tháng 3 đến 25 tháng 3. Còn đối với hệ thống sông Vàm Cỏ, thì đợt xâm nhập mặn sẽ vào muộn hơn, vào các đợt từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 3 và từ 17 tháng 4 cho đến 23 tháng 4. Về mức độ, thì dự báo ranh mặn 4 gram trên lít lớn nhất mùa khô năm nay trên hệ thống sông Hàm Luông sẽ vào sâu từ 65 cho đến 70 km, sông Cổ Chiên là từ 50 đến 60 km, đối với sông Hậu sẽ vào sâu từ 58 đến 60 km. Sông Cửa Tiểu sẽ vào từ 45 cho đến 52 km, sông Cửa Đại là từ 50 đến 55 km. Tại sông Vàm Cỏ Đông thì sẽ vào sâu từ 70 đến 75 km và đối với hệ thống sông Vàm Cỏ Tây, ranh mặn 4 gram trên lít sẽ vào sâu từ 75 cho đến 80 km. Bà con cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh. Đối với các ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, cần đo độ mặn cẩn thận trước mỗi lần lấy nước. Tuyệt đối không tưới nước có độ mặn trên 1 gram 1 lít cho cây ăn trái. Riêng đối với một số cây ăn trái mẫn cảm với mặn như sầu riêng, chôm chôm, vú sữa, không tưới nước có độ mặn trên 0,2 gram 1 lít. Trong thời gian nhiễm mặn, chỉ tưới nước với lượng tối thiểu giúp cho cây không bị héo và mặt đất không bị khô nứt. Chuyển sang các thông tin về thời tiết tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong 10 ngày sắp tới. Dự báo thì khả năng mưa trái mùa ít có khả năng sẽ xảy ra. Ban ngày thì trời nắng liên tục cả chục tiếng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 33 độ, một số nơi trên 34 độ. Cảm ơn chị Khánh Phương với những thông tin đáng chú ý dành cho bà con nông dân miền Tây.